Mai Ca ơi, tắt nhạc. Dạ. Mai Ca ơi. Dạ. Mở nhạc Trịnh Thăng Bình. Sau đây là danh sách nhạc của Trịnh Thăng Bình trên Nhạc Của Tôi. Chuyên bán nhà phố quận Gò Vấp và các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào tất cả các anh chị và khách hàng thân mến. Lời nói trước tiên, Hằng Ni xin trân trọng cảm ơn khách hàng mình rất là nhiều. Các cô chú anh chị trong thời gian qua luôn đón xem ủng hộ video của em. Và em xin kính chúc gia đình mình luôn có sức khỏe và bình yên trong cuộc sống, cũng như là mình đón chào năm mới 2023 thật là an yên và tràn đầy hạnh phúc nha. Và để tiếp tục phê thống nhà đẹp, thì trong buổi tối đẹp trời ngày hôm nay, Hằng Ni lại tiếp tục có mặt tại khu dân cư xây dựng mới gồm 50 căn nhà thuộc trục đường Thống Nhất nè, ngay ngã ba Thống Nhất và Nguyễn Văn Lượng, trung tâm phường 11 quận Gò Vấp nha cả nhà. Nhà mình thì sát bên Lotte Mart Nguyễn Văn Lượng cũng như là Cityland Gò Vấp luôn. Đó, và căn siêu phẩm villa phố góc hai mặt tiền đường, kết cấu chuẩn là một trệt, 5 lầu lận nha. Thiết kế phải nói là vô cùng đẹp luôn á. Đó, nhà mình với diện tích chiều ngang là 5m, chiều sâu là 14m, thuộc hướng chính là hướng đông, còn hướng bên hông một tí là hướng đông bắc nha cả nhà. Phù hợp khách hàng mình có thể là hướng đông tứ trạch hoặc là tây tứ trạch đều được luôn. Với công năng sử dụng bên trong nhà gồm phòng khách, phòng bếp, khu vực ra ô tô. Bên trên gồm 4 phòng ngủ, trong đó mình có 2 phòng ngủ master rất là to luôn, kèm phòng thờ nè, ban công sân thượng trước sau đầy đủ luôn nha. Ban công phải nói là cực kỳ chill luôn á. Và đặc biệt á, là nhà mình được gia chủ thiết kế có hồ bơi bên trong nhà, kèm thang máy nặng 550kg và trang bị hệ thống Smart Home Mica luôn á. Mình sử dụng bằng thiết bị điện thông minh nha cả nhà, khi mà mình di chuyển ở bên ngoài á, mình sử dụng bằng điện thoại được luôn. Và gia chủ thì đang rao bán cho căn này với giá bán là 14 tỷ 500 triệu đồng. Giá đang giao là 16 tỷ 500 nha. Nhưng mà mình sẽ chốt nhanh trong tháng cho khách hàng mình giá thương lượng nữa, với giá bán chỉ còn 14 tỷ 500 thôi. Gia chủ đang giảm mạnh để bán gấp trong tháng này luôn á. Khách hàng mình quan tâm thì alo cho Hằng Ni nha. Và đây, nhà mình thì đối diện là view công viên cây xanh luôn, có trồng những cái hàng trúc ở cả nhà. Đó, khu nhà phải nói là vô cùng đẹp luôn á. Đường trước nhà của mình thì ngủ rộng 7m, đường trải nhựa nè. Hai chiếc xe ô tô cũng như là xe tải và xe ô tô chúng ta di chuyển tránh nhau thoải mái luôn nha. Khu này thì mình có tổng là 3 đường vào, vào khu dân cư gồm 50 căn khu dân cư mới của trục đường Thống Nhất nè. Mình di chuyển về ngã năm Gò Vấp rất là gần luôn. Trong bán kính 500m là chúng ta có đầy đủ chợ, siêu thị, trường học, bệnh viện luôn á. Nhà thì sát bên trường Nguyễn Du luôn nha. Vị trí phải nói là vô cùng đắc địa luôn rồi. Khu này thì Hằng Ni có giá bán là chỉ từ 7 tỷ 500 triệu đồng thôi, cho đến 15-16 tỷ, đa dạng diện tích, đa dạng thiết kế, đa dạng kết cấu cho khách hàng mình lựa chọn luôn nha. Chúng ta vào đây thì tha hồ lựa luôn á. Đó, cùng em chúng ta ngắm nhìn là một lần nữa không gian mặt tiền chính phía trước của ngôi nhà nè. Kết cấu chuẩn là một trệt 5 lầu lận như cả nhà. Căn gốc hai mặt tiền đường, cho nên là mỗi tầng gia chủ đều có chỗ ban công kết hợp với cửa sổ ra bên ngoài rất là nhiều luôn á.
với diện tích chiều ngang là 5m, chiều sâu là 14m. Nhà mình với khuôn đất công nhận đủ là 60m² lận nha. Giá bán gấp trong Tết chỉ còn 14.500.000 đồng thôi, còn thương lượng mạnh trực tiếp với chủ nhà mình nữa. Trong một căn nhà phố nè, nhà này là do một anh vợ chồng người Thái nha cả nhà về đầu tư thiết kế, cho nên là bên trong nhà của mình những cái đồ nội thất phải nói là vô cùng đặc biệt luôn. Và đặc biệt có khoảng không gian phòng khách của mình được gia chủ có thiết kế cái lò sưởi cả nhà, rất là hay luôn á, kèm hồ bơi nè, thang máy nhập khẩu luôn, quá tuyệt vời luôn á. Thôi và cùng Hằng đi, chúng ta bắt đầu di chuyển vào bên trong ngôi nhà để tham quan nè. Đó, phía bên ngoài thì được gia chủ thiết kế theo mẫu tân cổ điển, pha thêm một chút hiện đại, vô cùng xinh xắn luôn. Ở nhà mình buổi tối lên đèn phải nói là vô cùng lung linh luôn. Tại khoảng không gian khu vực tầng trệt của gia đình mình thì được gia chủ mình ốp đá phun mặt luôn nha, rất là sạch sẽ và dễ lau chùi luôn á. Đó. Và cùng Hằng Ni chúng ta bắt đầu di chuyển vào bên trong để tham quan ngôi nhà. Nhìn từ phía bên ngoài thì được gia chủ mình trang bị gồm hai lớp cửa. Chúng ta có một lớp cửa sắt hai cánh kèm một lớp cửa nhôm sinh pha kính cường lực 10 ly bên trong. Đó, sắt đúc và hoa văn nha cả nhà. Cửa này thì chúng ta mở ra hay mở vào đều được luôn. Và em di chuyển bên trong ngôi nhà thì chúng ta cùng tham quan nè. Khoảng không gian khu vực tầng trệt của gia đình mình được gia chủ thiết kế theo mẫu hiện đại. Tại đây thì mình có thể đổ xe ô tô 4 chỗ 7 chỗ hoặc là xe bán tải luôn. Đổ một chiếc xe ô tô kèm khoảng chừng 6-7 chiếc xe máy rất là thoải mái luôn nha. Đó, tông chủ đạo là màu trắng. Bên trên trần chìm của mình thì có đèn led âm trần nè. Cầu thang thì có đèn chiếu sáng đi rọi lên luôn á, vô cùng lung linh luôn nha. Đèn cảm biến nha cả nhà. Và khoảng không gian khu vực tầng trệt của mình thì được gia chủ thiết kế hồ bơi tại đây. Đây, em di chuyển vào để chúng ta cùng tham quan. Đó, không gian hồ bơi tại tầng trệt của gia đình mình. Một căn phải nói là cực kỳ chill luôn. Mình mua về nghỉ dưỡng nha cả nhà. Và bên trong thì mình có khoảng không gian giếng trời nữa. Một lát di chuyển lên không gian khu vực lầu 1, Hằng Ni sẽ quay để chúng ta cùng tham quan nha. Cây này thì toàn bộ hệ thống là cây thiệt hết, gia chủ mình đầu tư với hàng mình á. Đó, và không gian khu vực toilet tại tầng trệt nè, chúng ta có đầy đủ hết rồi. Lavabo, bồn vệ sinh, rương soi, vòi tắm hoa sen, cũng như là gạch ốp phun trần, tông chủ đạo là màu xám luôn. Một căn nhà được gia chủ thiết kế trang bị hệ thống thông minh smart home bên trong nhà nha cả nhà. Mình khi di chuyển ra bên ngoài á, mình sử dụng bằng điện thoại mình bật tắt đèn cũng được luôn á. Đó, cùng em chúng ta ngắm nhìn là một lần nữa nè, có thiết kế thang máy bên trong nhà luôn. Và Hằng Ni sẽ đi bằng thang bộ để chúng ta cùng tham quan không gian khu vực lầu 1 nha. Được gia chủ dành hẳn riêng làm phòng khách và phòng bếp liên thông bên trên luôn á. Đó, và căn này thì gia chủ mình đang bán gấp với giá bán chỉ 14.500.000 đồng thôi. Giá còn thương lượng trực tiếp với chủ nhà mình nữa, hạ giá bán nhanh luôn nha cả nhà. Em đang có mặt tại không gian khu vực tầng 1 của ngôi nhà mình nè, khu vực lầu 1 nha. Phòng bếp nối thông với phòng khách phía trước. Đó, chưa chưa. Và đây chúng ta tham quan phòng bếp trước đi. Tại đây thì mình có tủ trưng bày, tủ để rượu nè. Gia chủ sử dụng là chất liệu gỗ an cường. Bên trong thì có đèn led âm. Bên ngoài thì mình cái tủ cánh á, mình bằng kính cường lực nha, kết hợp với khung bao bằng nhôm á. Đó, khu vực bàn ăn của mình. Bộ bàn ăn 8 ghế đầy đủ luôn. Bên trên của mình thì có đèn chùm nè, đèn trần chiếu sáng đầy đủ hết rồi. Kèm hệ tủ bếp trên, tủ bếp dưới, quầy bếp đảo. Trong đó thì mình có máy hút mùi, bồn rửa đầy đủ luôn nha, cũng như là phụ kiện bếp bên trong á cả nhà. Đây. Đó. Bắt đầu nè, mở ra đó. Hay chưa? Ở đây Hằng Ni tắt. Đó, bật đèn, mở đèn nè. Nó tăng này này, mình tăng mạnh, tăng nhẹ cả nhà. Vậy em tắt nè. Đó. Rất là xịn luôn á, không gian khu vực phòng bếp của gia đình mình. Tại đây thì chúng ta có ban công chỗ khu vực giếng trời, lúc nãy em có quay tại tầng trệt á. Gia chủ thiết kế những cái mảng tường á, thiết kế rất là hay luôn á, vô cùng chill luôn. Một căn nhà phải nói là rất sang xịn mịn luôn nè. Khu vực bàn ăn thì mình ngồi đây nhâm nhi một ly trà, một ly cà phê, gia đình mình quay quần bên nhau tổ chức tiệc nướng BBQ cũng rất là tuyệt vời luôn nha. Đây, và em di chuyển tiếp tục ra không gian khu vực phòng khách này để chúng ta cùng tham quan. Và đặc biệt á, là nhà mình gia chủ trang bị hệ thống máy lạnh âm trần hết rồi, vô cùng đẹp luôn á. Mai Ca ơi, tắt nhạc. Dạ. Mai Ca ơi. Dạ.
mở nhạc Trịnh Thăng Bình. Sau đây là danh sách nhạc của Trịnh Thăng Bình trên nhạc của tôi. Đó, nhà mình thì được gia chủ trang bị hệ thống mắt home bên trong nhà, sử dụng bằng Google Mica luôn nè. Một căn nhà phải nói là quá thông minh luôn cả nhà. Đó, không gian khu vực phòng khách của mình đã được gia chủ mình trang bị đầy đủ rồi. Chúng ta có sofa, bàn trà, kệ tủ tivi kết hợp với không gian tủ trưng bày nè, mình có lò sưởi bên trong nhà luôn á. Đó, sofa quá đẹp luôn, thảm trải sàn đầy đủ luôn nè, đèn chiếu sáng, đèn chùm bên trên. Nhà mình ngay căn góc hai mặt tiền đường, cho nên là gia chủ mình có chỗ ô cửa sổ ra bên ngoài rất là nhiều luôn nha. Một cửa nè, hai cửa nè, ba cửa, bốn cửa luôn á. Đó, góc nào cũng đẹp hết. Nhà này phải nói là chụp hình ở đâu cũng đẹp luôn. Bên dưới gạch là gạch bóng kính 80-80 nha cả nhà, chống trầy, chống chân chợt cho khách hàng mình khi mà an cư sinh sống luôn. Em sẽ đi đa dạng bao quanh không gian bên trong ngôi nhà thì chúng ta cùng ngắm nhìn tổng quan hơn nè. Đó, quá tuyệt vời luôn nha. Đây là chúng ta có tranh treo tường. Mảng tường này thì sử dụng chất liệu bằng gạch đó, xong mình sơn nước sơn tường màu trắng vào, đẹp gì đâu luôn á. Và hàng này xin nhắc lại sơ lược về ngôi nhà. Kết cấu là một trệt 5 lầu với diện tích chiều ngang là 5m, chiều sâu là 14m. Thuộc hướng chính là hướng đông bắc, đông nam. Tùy theo hướng của gia đình mình, tây tứ trạch hoặc là đông tứ trạch đều được luôn. Công năng sử dụng rờm, phòng khách, phòng bếp, khu vực ra ô tô. Mặt tiền phía trước dùng để kinh doanh. Bên trên gồm 4 phòng ngủ, trong đó mình có 2 phòng ngủ master, kèm phòng thờ, ban công, sân thượng trước sau đầy đủ luôn nha. Em tiếp tục di chuyển lên trên để chúng ta cùng tham quan. Thang này thì mình nặng 550 kg, mỗi lần di chuyển như vậy được 7 người nè. Đây mình có tầng trệt, lầu 1, bây giờ mình lên lầu 2 nha. 2, 3, 4, 5 á, đó, một trệt 5 lầu lận. Thang sử dụng chất liệu bằng kính nè cả nhà. Đi rất là mượt luôn. Đó, tới rồi nha, hàng đi di chuyển cái không gian khu vực lầu 2 đi, chúng ta cùng tham quan nè. Đây, lối cửa đi di chuyển vào phòng ngủ master của gia đình mình. Đó, mình đóng lại nè, giờ em mở ra nha. Đó, đối diện khu vực cửa của mình là mình có ô cửa sổ để ánh sáng trực tiếp lên ngôi nhà. Ban ngày thì đầy đủ ánh sáng tự nhiên luôn, ban đêm thì nhờ những ánh đèn chiếu rọi cho nên nhà mình phải nói là vô cùng lung linh luôn á. Và không gian phía trước thì được gia chủ mình trang bị đầy đủ hết rồi. Chúng ta có phòng ngủ master nè, mình có giường ngủ, bàn trang điểm, bàn trà kèm ghế ngồi, cũng như là khu vực giường ngủ của mình có bọc nệm phía trên luôn nha cả nhà, tông chủ đạo là màu kem á. Rèm màn cửa hai lớp đầy đủ hết rồi. Bàn trang điểm của mình thì sử dụng là gương soi nè, gương này bật tắt đèn được luôn. Đây mình kéo hộc tủ ra nha. Đó, bên trong có cái hộc để đồ luôn nè, rất là tiện luôn á. Nhà thiết kế phải nói là quá sang luôn á cả nhà. Chúng ta có rèm màn cửa hai lớp, kệ tủ tivi, tủ trưng bày đầy đủ hết rồi. Và cùng em chúng ta ngắm nhìn là một lần nữa nha. Em di chuyển ra không gian khu vực phòng tắm lớn để chúng ta cùng tham quan. Phía bên dưới là gia chủ mình ốp sàn gỗ nha cả nhà. Đó, đây không gian khu vực phòng tắm lớn của gia đình mình đã được gia chủ mình trang bị hoàn thiện rồi. Chúng ta có bồn tắm nằm nè, lavabo đường soi, vách kính ngăn riêng với khu vực tắm, bồn vệ sinh bên trong, ô cửa sổ, chỗ ra giếng trời, cũng như là cây xanh nè. Đó, kèm khu vực tủ quần áo nha, tủ để đồ đầy đủ luôn. Gia chủ sử dụng là chất liệu gỗ an cường. Bên trong thì mình có đèn led âm luôn á, rất là sang luôn nè. Bên dưới gạch thì gia chủ mình sử dụng là gạch bóng kính nha cả nhà, 80-80, tông chủ đạo là màu xám á. Thôi và cùng hàng đi, chúng ta tiếp tục di chuyển để tham quan nha. Cái này là mình bằng mái vòm nè, mái vòm bầu tròn nhìn rất là xinh luôn. Em tiếp tục di chuyển lên trên để chúng ta cùng tham quan. Với giá bán là 16 tỷ 500 triệu đồng. Nay gia chủ mình hỗ trợ với mức giá chỉ còn 14 tỷ 500 triệu đồng thôi. Hạ giá bán gấp trong mùa Tết này cho khách hàng mình thiện chí mua nhanh. Giá này thì còn thương lượng trực tiếp với chủ nhà nữa nha cả nhà. Và em di chuyển lên không gian khu vực lầu 2 để chúng ta cùng tham quan tiếp tục nè. Không gian khu vực phòng ngủ master của gia đình mình. Đó, ở dưới thì cái cửa ra vào là bằng màu trắng, lên đây thì mình sử dụng bằng vân gỗ nè. Kéo ra kéo vào nhìn rất là sang luôn á, có chìa khóa luôn á. Đó, và di chuyển bên trong ngôi nhà
cũng được gia chủ thiết kế làm không gian khu vực phòng ngủ master thứ hai luôn nha. Chúng ta có giường ngủ, bàn trang điểm, sofa, bàn trà, giường ngủ bọc nệm đầy đủ luôn. Mảng tường này thì gia chủ sử dụng là chất liệu bằng gạch nha cả nhà. Xong sau đó mình sơn nước sơn tường vào, tông chủ đạo là màu xám nè. Bên trên thì có đèn led âm luôn, nhà mình đầy đủ đèn dần chiếu sáng, rèm màn cửa thì đầy đủ hết rồi. Chúng ta có kệ tủ tivi nè, tủ trưng bày đầy đủ luôn nha. Đó, phía bên dưới thì mình sử dụng là chất liệu bằng sàn gỗ nè. Ở quý khách hàng mình quan tâm căn nhà này hãy alo cho Hằng Ni nha. Với số hotline hiển thị bên trên góc trái của màn hình, em sẽ hỗ trợ chúng ta tham quan thực tế và sổ ngôi nhà với giá bán tốt nhất. Và Hằng Ni di chuyển vào không gian khu vực phòng ngủ master để chúng ta cùng tham quan ngôi nhà. Đó. Nhà mình tọa lạc tại vị trí trục đường Thống Nhất, ngay ngã ba Thống Nhất và Nguyễn Văn Lượng luôn. Thuận tiện chúng ta di chuyển bằng ngã năm Đờ Vấp cũng như là sát bên lối thoát Nguyễn Văn Lượng luôn á. Không gian phòng ngủ của mình nè, sorry cả nhà. Phòng tắm to nè, chúng ta có bồn tắm nằm nha. Vách kính ngăn riêng với khu vực tắm, bồn vệ sinh riêng biệt luôn. Cũng như là mình có lavabo đôi kèm đun sôi đầy đủ hết rồi. Đó, phòng tắm nằm nè. Bên trong khu vực tắm, đặc biệt đó là gia chủ mình có thiết kế vòi tắm hoa sen âm tường luôn á. Đó, mảng tường màu xanh nè, xanh ngọc, thiết kế rất là hay luôn ha. Thiết kế âm tường vòi, cái vòi bên trong á, cái nhà nhìn vô cùng sang luôn á. Đây, từ góc này mình nhìn đối diện cái khu vực lavabo kèm gương soi nè. Nhà phải nói là góc nào cũng đẹp hết, chụp hình ở đâu cũng đẹp luôn. Đó, mình có bàn trang điểm cũng như là tủ quần áo đầy đủ hết rồi. Nhà này chỉ cần xách vali về ở thôi. Đây, tủ quần áo của mình là gia chủ sử dụng bên trong là gỗ, bên ngoài là chất liệu kính cường lực, kết hợp với khung bao bọc bằng nhôm nha, có đèn led âm đầy đủ luôn. Thôi và cùng Hằng Ni chúng ta tiếp tục di chuyển lên không gian khu vực tầng tiếp theo để tham quan ngôi nhà. Hằng Ni sẽ đi bằng thang máy để chúng ta cùng ngắm nhìn bên trong thang máy một lần nữa nha. Đây, thang tới rồi, đi cũng rất là nhanh luôn á. Đó, em sẽ đi lên không gian khu vực lầu 4 để chúng ta cùng tham quan nè. Hồi nãy là mình có tầng trệt nè, rồi lên lầu 1 là phòng khách phòng bếp, lầu 2, lầu 3 là hai phòng ngủ master, rồi bây giờ em sẽ lên lầu 4 thì mình sẽ có tổng là hai phòng ngủ trên lầu 4 nha cả nhà. Nhà mình có tổng là 4 phòng ngủ. Tới rồi nha. Hằng Ni đang có mặt tại không gian khu vực lầu 4 nè. Mình di chuyển vào phòng ngủ đầu tiên để tham quan nha cả nhà. Đó, mình có khu vực chiếu nghỉ nè, khu vực hành lang của mình có rèm màn cửa đầy đủ luôn, cũng như là ô cửa sổ chỗ cái bên ngoài. Ban ngày thì đầy đủ ánh sáng tự nhiên luôn á. Và không gian bên trong phòng ngủ của mình, chúng ta có tủ quần áo full trần luôn, kèm kệ tủ tivi, bàn trang điểm đầy đủ hết rồi. Trong đó thì mình có giường ngủ nè, hệ tủ táp đầu giường, bàn trang điểm đầy đủ luôn nha. Và không gian khu vực toilet bên trong, đó, toilet thì cũng đầy đủ các trang thiết bị luôn rồi. Lavabo, đường soi, bồn vệ sinh, vòi tắm hoa sen, có vách kính ngăn riêng nữa nè, để em di chuyển lại gần hơn nha. Vách kính này ngăn riêng với khu vực tắm nè cả nhà. Đó, đèn led âm bên trong luôn, gương soi đầy đủ hết luôn nha. Từ khoảng không gian này mình nhìn bao quát hơn về phòng ngủ đi. Ở đây mình có một cái tấm gương chiếu rọi ra bên ngoài, nhưng mà kính đấu hơn thì chúng ta kéo rèm xuống nha cả nhà. Đó, thôi và em tiếp tục di chuyển không gian khu vực phòng ngủ thứ tư để tham quan nè. Phòng nào cũng được gia chủ mình có lắp hệ thống máy lạnh bên trong rồi. Chúng ta mua về chỉ cần xách vali vỏ thôi. Nhà thì được gia chủ mình trang bị hệ thống mát home bên trong nhà luôn. Đó, phòng ngủ thứ tư nằm ở phía sau của lầu 4 nè. Chúng ta có giường ngủ, bàn học, bàn trang điểm, kệ tủ, treo đầy đủ luôn. Ở đây mình có bậc cấp để di chuyển lên trên nha. Đó, rèm màn cửa ban công nhỏ nhỏ chỗ khu vực kiến trời nè, ô cửa sổ chỗ ga. Ban ngày thì đầy đủ ánh sáng tự nhiên luôn á, cũng như lượng gió trời thì rất là lưu thông luôn. Tủ quần áo nè, full trần luôn nha, có đèn led âm luôn á. Và bên dưới thì gia chủ mình lót sàn gỗ nè. Em đi bao quát để chúng ta cùng xem luôn. Đây, từ góc này mình nhìn lên nha. Đó, và di chuyển vào bên trong không gian khu vực toilet của gia đình mình. Đây, toilet cũng đầy đủ hết rồi. Chúng ta có lavabo, đun sôi, lavabo, bồn vệ sinh, vách kính ngăn riêng nè, vòi tắm hoa sen, gạch ốp phun trần, tông chủ đạo là màu xám đậm nha. Đó, ở đây thì chúng ta treo thêm một cái tấm rương nữa cũng được, nhưng mà hiện tại cái khoảng này gia chủ mình thiết kế là ô cửa sổ cả nhà. Mình mở ra thì không khí rất là lưu thông luôn. Chúng ta làm một cái dây treo á,
treo thêm một tấm rương xuống. Hằng Ni sẽ nói gia chủ mình thiết kế thêm cho khách hàng mình khi mà mua nhà nha. Thôi và cùng em chúng ta tiếp tục di chuyển lên không gian khu vực tầng tiếp theo để tham quan nè. Và quý khách hàng mình quan tâm căn nhà này, hãy alo cho Hằng Ni với số hotline hiển thị bên trên góc trái của màn hình. Em sẽ hỗ trợ chúng ta tham quan thực tế và sổ ngôi nhà với giá bán tốt nhất. Cũng như là mình cần tìm nhà phố các quận như là quận 1, quận 3, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, quận Tân Bình và những căn biệt thự các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh thì hãy alo cho Hằng Ni nha. Em đang có mặt tại không gian khu vực lầu 5 của gia đình mình. Đó, được gia chủ thiết kế đầy đủ luôn. Chúng ta có phòng thờ ông bà tổ tiên nè, tùy theo phong tục tập quán của gia đình mình. Đây nha, phòng thờ ông bà tổ tiên của mình nha. Căn gốc cho nên là mình có view ra phía bên ngoài nè. Ô cửa sổ, ô cửa lớn nè, kèm rèm màn cửa đầy đủ hết luôn. Ở ngoài này thì mình có một cái hành lang nữa. Một lát em đi ra ngoài đó em sẽ đi qua hướng này để chúng ta cùng xem nha. Và đây em di chuyển cái không gian khu vực ban công sân thượng phía trước. Đó, mình có ghế tre kèm bàn trà để ngồi. Bên dưới gạch là gạch 60-60, gạch nhám tông chủ đạo là màu xám nha cả nhà. Đây là khu vực này, mình ngồi nhâm nhi một ly cà phê, nhâm nhi một ly trà, một ly rượu, gia đình quây quần bên nhau phải nói là vô cùng tuyệt vời luôn. Bên trên thì có đèn chùm nè. Hiện tại thì buổi tối rồi, nhưng mà nếu mà nhà này em quay vào ban ngày cái nhà thì những cái nắng chiếu rọi ra những cái ô cửa kính phải nói là vô cùng chill luôn á. Đó, mình có trồng đầy đủ cây xanh luôn nha. Và quý khách hàng mình quan tâm căn nhà này hãy alo cho Hằng Ni nha. Với số hotline hiển thị bên trên góc trái của màn hình. Và trước khi kết thúc video em xin nhắc lại sơ lược về ngôi nhà. Kết cấu chuẩn là một trệt 5 lầu với diện tích chiều ngang là 5m, chiều sâu là 14m. Thuộc hướng chính là hướng đông nam hoặc là đông bắc. Tùy theo công năng sử dụng của gia đình mình cũng như là phong tục tập quán, mình có thiết kế phòng thờ bên trong nhà luôn á. Hai hướng này, hướng đông nam và hướng đông bắc thì mình chọn theo hướng nào thì mình quay qua hướng đó nha cả nhà. Phù hợp cho Tây Tứ Trạch hoặc Đông Tứ Trạch luôn. Công năng thì đầy đủ hết rồi, mình có tổng là 4 phòng ngủ, 2 phòng ngủ master, kèm khu vực radar ô tô nè, phòng khách, phòng bếp, hồ bơi bên trong nhà luôn, cũng như nhà được gia chủ mình trang bị thang máy 550kg lận. Đó. Và giá nhà thì chỉ còn 14 tỷ 500 triệu đồng thôi, còn thương lượng mạnh trực tiếp với chính chủ mình nữa. Và quý khách hàng mình quan tâm alo cho Hằng Ni nha. Và video của Hằng Ni đến đây cũng kết thúc rồi. Hằng Ni xin trân trọng cảm ơn cái này mình rất là nhiều, luôn đón xem và ủng hộ cho em. Cũng như khi xem hãy nhớ cho em một lượt đăng ký kênh và đừng quên bấm bật thông báo để nhận video mới mỗi ngày. Em xin hẹn cả nhà mình video tiếp theo nhé. Xin chào tạm biệt. Bye bye mọi người.